nghĩa là chào, là chúc sức khỏe đến với chú anh chị và các bạn. Mình đang bên nhà của mẹ chị Tư. Mình đang theo anh Tư của chị Tư, tại chị Tư nhà chị thứ 6. À, anh đi bé vừa nào, anh đi lúc ra ngoài vườn. Cắt nguyên vườn luôn ha anh. Đem sách phụ. Ở bên đây thường người ta sẽ trồng gãy không à. Này là ngoài đó anh ba anh đang trồng củ cải trắng. Tôi mới làm mấy cây cầu bắc qua liếp bằng xi măng. Thấy cái cây nó nhỏ mà trái nó cũng êm quá ha. Ngày qua anh Tư đại ốc làm gì? Hấp tiêu. Món này là quá tuyệt vời rồi. Bác vô mặn bác ơi. Hay gì đi. Để cắt xong rồi ăn luôn. Nấu chuối, ốc thì chín rồi. Món này là làm bì hả? Làm bì. Chuối nóng với nước dừa, chị Tư chị đổ. Quá nhiều trái cây à. Bác ăn bác. Ơi, bác ăn đi ca. Trái đó trái gì vậy? Trái kiêu hoàng kim. À. Ăn thì chết tay. Sắp vậy được rồi hả? Thôi sắp sợi đây nữa. Cái này chắc sắp sợi nghe nghe lại cái không? Cái bụng bì bự rồi. Dính
xung quanh vườn nhà bên mẹ chị Tư rất là mát mẻ. Đa số xung quanh vườn thì anh của chị Tư thì trồng dừa. Còn phía sau mấy cái vườn này thì đa số là người ta trồng gãy. Mấy anh chị của chị Tư thì mấy anh ba với anh năm thì anh ba thì trồng gãy. Mấy người dân vòng vòng đây người ta cũng trồng gãy. Những cái con gà vườn nó bay khiếp luôn. Ở dưới mương toàn là bèo không à, cho nên nó rất là mát. Có một con chim biển biển. Wow, con chim này rất là đẹp, nó thấy mình nó bay rồi. Wow, một cây sồi quá trời trái luôn. Mình biết sồi này giống sồi gì. Cây này là cây bí nụ hay gì Tư? Bí nụ hay bí gợ đây? Mới bứt được cái lá sen rất là to. Đi vô để đồ ăn lên. Đây một thao bì để sắt xong. Nhìn rất là ngon, hấp dẫn ha. Tô nước mắm nữa nè. Nãy giờ chị Tư với vợ mình nói báo cáo với cây xài, hai người đi ra hái. Thơm, em nói chị Tư á, mười mấy năm rồi mới nghe được mùi xài này nè. Đâu nghe thử coi. Nghe mùi mũ á. Cái mùi mũ xài bây giờ mà xài về đâu có mùi mũ này đâu. Ừ, cái mùi chín nè. Ừ, chín mùi là nó thơm lắm á. Ở trên ngọn quá trời luôn mà nãy đứng nhìn trên ngọn trái lượn trời. Trái nó chín vàng rồi mà chắc chua chua ngọt ngọt hả? Chua chua ngọt ngọt. Cái mùi nữa. Ăn đi. Nó không ăn nó sao sao rồi. Nguyên kìa. Ngày xưa mà. Sao sao không có đường diễn tả. Chua. Ủa trứng cây chua vậy ạ?
Vì sao sống sang nổi. Sống nó thấy tình nó không sống rồi. Sống bầm cá ăn. Giờ bì mình cho một ít vô lá sen đi, cho nhiều khi nó dính mấy cái nước rau rồi. Để hai bên. Này ăn món đồng quê mình phải để trên lá sen. Bì gấp lên trên tiếp. Hấp dẫn không? Hấp dẫn, có cái lá sen hấp dẫn. Mời chú anh chị các bạn thưởng thức món bún bì ốc hấp tiêu với gia đình chị Tư nha. Tính bài ra vậy cuốn ai à đâu là vô tô cho nên bị trước quá. Mấy đứa nhỏ nó không có chỉ cuốn đâu, vô tô đi cho nó lộn. Mà ai ăn người lớn ai cuốn thì cuốn. Ai ăn cơm thì ăn. Chất quá, gì đâu mà chất quá, có đâu chất quá. Em nói đây em đi vô em lấy bánh chén. À, chạy đi một khúc em còn hỏi có quên gì không? Không, không quên gì chưa, qua đây mới quên. Nói bữa nay mình hay quá, không quên gì chưa nè. Quên cái quan trọng nhất mà nó không quên. Tương, con ăn nước tương hả? Ăn nước mắm anh. Rồi. Rồi quán bán đi. Khách đang chờ đợi. Đó là vậy cho hai thô. Bác ăn bác ơi. Vậy làm cho. Vậy làm cho bác tô tới chỗ luôn. Cho bác con tô đem tới chỗ. Có miếng nước thịt thè nè. Quay cho bác coi. Em quay đây nha, đây không có biết lời chào gì hết. Cười là được anh Tư. Chào. Mấy đứa kia không ăn hả? Mấy đứa kia không khi nào kia nó ăn. Mắm hả? Hả? Dạ. Biết cái nào với vô là dạo hết rồi.
Thế mình ăn dữ vậy là không mập lắm. Lâu lâu nó ăn bữa dữ vậy đó, mấy bữa kia nó đâu có ăn. Nó nhịn bữa nó ăn ba bữa quá, nó nhịn ba bữa nó ăn bữa mà. Ngốc kìa. Ốc này tiêu hấp cái ấm bụng luôn á. Đập luôn đi, đang đập luôn. Ăn tô nữa đi. Con tô mà cậu tư tô nữa đi. Bạn muốn chấm kìa. Vẫn còn nhóc chấm. Đừng qua. Đừng qua đây nè hắn. Nhấp được rồi. Ngốc này thấy vậy chứ ăn nó tốt rồi, nó khỏe, nó hơi dẫn rồi. Nó chất dồi, nó cứng xương. Cứng xương rồi nó chắc răng nữa. Thả vào cũng sướng hả? Để thẩm thì thôi. Để thẩm thì khỏi không? Cái này. Cái nhà đá vườn. Có hổm đâu biết không, mùi dứa lớn bán. Hai quần quá bán bao bữa nay. Uống giờ này rồi đó. Cái gì tới tấp thì ăn sao nổi. Cái này nữa hồi đó ăn hết. Để về cho Nhi nó ăn đi. Chị nấu thì cũng ngon. Không? Không? Ừ. Nãy lọt nước chấm không? Nhiều quá. Nó gọi cho nó nhỏ hơn. Thắng ơi, mấy đứa nhỏ thương ăn nè. Mình ăn. Mình ăn trái cây nè. Dưa hấu nè. Dưa hấu rồi nè, mận nè. Chơi. Chưa nắng ăn miếng khóm vô đã gì đâu. Ăn xong còn mâm quá trời. Trời lúc gà nắng mà mấy cây bèo mà nó úa vàng, vàng lá luôn. Thôi video mình kết thúc tại đây. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn vào video sau nha.